Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem chuyên mục Công đoàn Lào Cai số tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2022, các cấp công đoàn ở Lào Cai đã không ngừng phấn đấu thi đua trên nhiều lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất, với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Chuyên mục Công đoàn Lào Cai số tháng 7 này sẽ phản ánh tới quý vị khán giả về phong trào thi đua nổi bật của công đoàn các cấp trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn tích cực triển khai phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, cụ thể như các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào thi đua giỏi việc nước làm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động, đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và nhiều phong trào khác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực đến hết nửa đầu năm 2022, song với sự nỗ lực cố gắng thi đua lao động sản xuất vượt khó, sáng tạo, phong trào luôn được phát huy ở các cấp công đoàn. Đặc biệt với đoàn viên người lao động trong ngành y tế Lào Cai, họ là những chiến sĩ áo trắng trong tuyến đầu chống dịch. Với khẩu hiệu đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, các đoàn viên người lao động trong ngành y tế đã căng mình, ngày đêm mang lại bình yên cho nhân dân. Những phong trào này thì đặc biệt trong thời điểm dịch COVID diễn biến phức tạp, thì những phong trào thi đua đã được động viên cán bộ đoàn viên đã xây dựng, đã nâng cao được tinh thần trách nhiệm và cũng như là thêm tinh thần lao động hăng say của đoàn viên để góp phần vượt qua được những cái khó khăn, thử thách trong công việc của gia đình để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Phong trào được các cấp chính quyền, chuyên môn, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện. Qua phong trào đã có nhiều sáng kiến nổi bật của các đoàn viên là những nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, công nhân góp phần làm lợi không nhỏ cho đơn vị và có ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Tiêu biểu như bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Hải Bằng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, kỹ sư nông nghiệp Đinh Thị Thu Hà thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai, cô giáo Trần Thúy Hằng, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Bản thân tôi thấy rằng là khi tham gia các phong trào này ạ, thì không chỉ đối với lại cán bộ công nhân viên chức nói chung mà đối với lại bản thân giáo viên chúng tôi nói riêng ạ, thì cũng được học hỏi rất là nhiều và chúng tôi thấy rằng là nó rất là có ý nghĩa đối với lại công việc giảng dạy chúng tôi ạ. Hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn phát động, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã phối hợp tốt với chuyên môn, chính quyền, đồng cấp tích cực vận động đoàn viên, cán bộ, công chức viên chức người lao động tích cực tham gia chương trình. Đến nay đã có trên 5.000 lượt sáng kiến tham gia chương trình được ban tổ chức thông qua. Lào Cai hiện đang xếp thứ 24 trên 83 đơn vị tham gia toàn quốc. Tại hội nghị ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 11 khóa 12, Lào Cai vinh dự là một trong 13 đơn vị được nhận bằng khen vì thành tích hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến. Trước những khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh làm việc với một số công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động huyện, làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân tỉnh Lào Cai để tháo gỡ khó khăn. Qua đó, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã kết nạp mới được trên 1.400 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 2 công đoàn cơ sở. Tiêu biểu trong công tác phát triển đoàn viên, Liên đoàn Lao động huyện Sapa đã kết nạp được hơn 800 đoàn viên công đoàn. Trước hết là cũng phải xác định là từ cán bộ chuyên trách cấp trên cơ sở là công đoàn cơ sở của thị xã cho đến các cái cán bộ ở công đoàn cơ sở là các cán bộ công đoàn kiêm nhiệm thì xác định tinh thần nỗ lực quyết tâm hết sức là cao.
rà soát, khảo sát, rồi thì nắm bắt tình hình, rồi chủ động tham mưu và tổ chức các cái phong trào ở các cái đơn vị, cả đơn vị có công đoàn cơ sở và cả đơn vị mà chưa thành lập cái tổ chức công đoàn cơ sở, để nắm bắt tâm tư, tình hình, nguyện vọng, đời sống của công nhân, đoàn viên, người lao động. Cũng từ đó thì làm việc với lại các cái chủ sử dụng lao động để tuyên truyền vận động để mà tham gia vào cùng với lại các cái phong trào thi đua của liên đoàn cũng như là của cấp ủy chính quyền phát động. Với các phong trào thi đua, từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Bát Sát đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức cho 100% công nhân viên chức lao động trong cơ quan đăng ký tham gia xây dựng phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Thực hiện phong trào thi đua xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Phong trào thi đua liên kết phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thông qua các phong trào thi đua, đã có những đơn vị tiêu biểu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua toàn diện. Liên đoàn Lao động huyện được nhận cờ thi đua dẫn đầu khối trong thời gian qua. Đối với lại các cái đoàn viên của đơn vị thì cũng đã thực hiện tốt các cái công việc, các cái nhiệm vụ được chính quyền cũng như là công đoàn giao và mang lại các cái kết quả về công tác sản xuất, đảm bảo an toàn. Rồi đối với lại môi trường của đơn vị thì cũng là đơn vị có cái môi trường xây dựng xanh sạch đẹp. Hàng năm thì chúng tôi thường xuyên phát động bằng các văn bản, bằng hình thức là tuyên truyền đến toàn bộ các công đoàn cơ sở cũng như là công đoàn cơ sở tuyên truyền đến tất cả các công nhân viên chức lao động của đơn vị mình, và từ đó các đơn vị tập trung vào các cái phong trào thi đua mà do Liên đoàn Lao động huyện và Ủy ban nhân dân huyện và các ban ngành đoàn thể trong huyện phát động, mang lại hiệu quả cao. Cùng với các phong trào thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe của đoàn viên công đoàn, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào này là công đoàn cơ sở xã Lùng Vai thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương. Đơn vị vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua chuyên đề văn hóa thể thao năm 2021. Với cái phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ thể dục thao thời cho công đoàn tổ chức thì đã thực hiện rất là bổ ích và đã tạo được sân chơi cho công đoàn viên cũng như là cán bộ công chức để thực hiện sau các cái giờ làm việc. Các cấp công đoàn ở trên địa bàn Mường Khương đã phối hợp tốt với chuyên môn triển khai kế hoạch phát động các phong trào thi đua tới mọi đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động ở trên địa bàn. Cán bộ công nhân viên chức người lao động hưởng ứng tích các phong trào. Có thể nói, những kết quả được ghi nhận là sự sáng tạo trong công tác chỉ đạo, phối hợp, tuyên truyền từ Liên đoàn Lao động tỉnh đến các cấp công đoàn trong toàn tỉnh thời gian vừa qua. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp cùng với cấp ủy chính quyền các địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Trong các phong trào này thì đã góp phần cho đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, và đặc biệt là qua các phong trào thi đua thì tập hợp thu hút được đoàn viên người lao động tích cực tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và của doanh nghiệp. Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo từ các phong trào thi đua thì các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền, đổi mới công tác truyền thông công đoàn, tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nhất là công nhân người lao động ở các đơn vị doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn để kết nạp vào tổ chức công đoàn. Với ý nghĩa chào mừng ngày truyền thống Công đoàn Việt Nam, rất nhiều các phong trào thi đua ở các cấp công đoàn trong toàn tỉnh Lào Cai đã và đang có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh, hoạt động có chiều sâu, thiết thực, phục vụ nhiệm vụ chính trị và thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội ở địa phương. Quý vị và các bạn vừa xem xong chuyên mục Công đoàn Lào Cai số tháng 7 năm 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.